trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ukraina có thể tổng động viên lớn nhất trong lịch sử. Ông Putin tuyên bố không đàm phán sẽ tăng quân số lên 800.000 người. Mật vụ Mỹ đối mặt với loạt vấn đề khi bảo vệ cựu tổng thống Donald Trump. Israel cử phái đoàn đàm phán tới Ai Cập để đàm phán về ngừng bắn ở Gaza. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Động thái mới cho thấy khả năng cao quân đội Ukraine sẽ tiến hành tổng động viên vào năm 2025 để đủ quân cho chiến dịch phản công để đáp ứng yêu cầu về quân số nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chiến đấu, việc quân đội Ukraine phải tiến hành tổng động viên đối với những người trẻ tuổi, theo nhận xét là điều tất yếu. Chính phủ Ukraine vừa thông qua nghị quyết về quy trình thực hiện dự án thử nghiệm liên quan tới xác minh tự động thông tin về binh sĩ, bao gồm cả lính nghĩa vụ và lính dự bị. Điều này đã được cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo. Theo tài liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine xây dựng, nam giới nước này trong độ tuổi từ 17 đến 25 sẽ tự động được đăng ký nghĩa vụ quân sự, kể cả những người đang ở nước ngoài bây giờ quá trình đăng ký nghĩa vụ sẽ được tự động hóa các chàng trai sẽ không cần phải vượt qua cuộc kiểm tra y tế và tất cả dữ liệu cần thiết về họ sẽ được thu thập từ những sổ đăng ký khác bà katerina chenogorenko thứ trưởng bộ quốc phòng phụ trách phát triển kỹ thuật số ukraine cho biết điều này sẽ mang lại tác dụng tiết kiệm đáng kể thời gian cho cả cơ quan chức năng và những người thuộc diện phải đăng ký bộ quốc phòng ukraine cho biết đã làm việc về nghị quyết này cùng với cơ quan di trú nhà nước cục quản lý biên giới nhà nước bộ tái hòa nhập và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine còn cố gắng thu hút công dân nước ngoài về chiến đấu. Điển hình như vào tháng 7, Kiev đã ký thỏa thuận an ninh với Warsaw, trong đó bao gồm việc khuyến khích người Ukraine trở về nước để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Tại Ba Lan và Cộng hòa Séc, họ đề xuất thành lập quân đoàn Ukraine. Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, có hơn 100.000 đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 65 đang ở trên lãnh thổ nước này. Nếu thành công trong việc thu hút nguồn lực từ những người trẻ tuổi và công dân ở nước ngoài, quân đội Ukraine sẽ có thêm nguồn bổ sung quý giá để thực hiện những tính toán quân sự của họ trong tương lai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga cho biết phương Tây không còn hài lòng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đang tìm người thay thế ông. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một chương trình trên kênh truyền hình Russia One hôm 19 tháng 8 rằng các quan chức ở Washington, London và một số nước châu Âu đã nói rằng Ukraine phải tự bảo vệ chủ quyền của mình. Người Đức thậm chí còn nói rằng sau khi chúng tôi giao vũ khí cho Ukraine, chúng không còn là của chúng tôi nữa mà là vũ khí của Ukraine. Vì vậy chúng tôi không còn liên quan đến chuyện này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói thêm, điều này cho thấy phần nào đó sự thất vọng ngày càng tăng của phương Tây. Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đang có một cuộc tìm kiếm để thay thế lãnh đạo Ukraine. Báo chí Đức và Mỹ đang dần dần hạ bệ ông ấy và xây dựng hình ảnh một người thất bại. Trước đó, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR tiết lộ. Trong bối cảnh hiện tại, Washington đang nghiên cứu các phương án thay thế nhà lãnh đạo Ukraine bằng một nhân vật dễ quản lý hơn, người sẽ phù hợp với hầu hết đồng minh phương Tây. Washington Post ngày 17 tháng 8 đưa tin Ukraine và Nga đã chuẩn bị cử phái đoàn đến Qatar để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên. Theo tờ báo, thỏa thuận này sẽ tương đương với lệnh ngừng bắn một phần Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị phá hỏng do cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow.Kremlin.Putin trên kênh truyền hình Russia 1 rằng, Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng rằng, sau các cuộc tấn công hoặc thậm chí là xâm nhập vào khu vực Kursk, bất kỳ cuộc đàm phán nào đều không thể diễn ra. Ông Lavrov cũng bác bỏ thông tin về các cuộc tiếp xúc trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraine do Qatar và thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, ông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Theo nhà ngoại giao cấp cao của Nga, toàn bộ quá trình trong khuôn khổ hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ là không thể chấp nhận được đối với Nga vì sự kiện này nhằm thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một tối hậu thư. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng tuyên bố sau ngày 6 tháng 8, thế giới có thể thấy Ukraine phản ứng ra sao với những cử chỉ thiện chí bằng cách tấn công tỉnh Kursk, sát hại dân thường, cố tình bắn nhân viên cứu thương, tình nguyện viên, phóng tên lửa vào nhà dân và có những hành động đe dọa an ninh hạt nhân. Bà nói thêm, như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, chẳng có gì để đàm phán với những kẻ đang có những hành động như vậy cả. Cũng liên quan đến tình hình giao tranh, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát được thị trấn Zalizne ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Cùng lúc đó, lực lượng Nga đang tăng tốc tiến công vào thành phố Toresk. Theo hãng tin Reuters, Nga đang đạt được những thành tựu trong các cuộc tấn công kép về phía Toresk và thành phố Pokrovsk, một thành trì khác của vùng Donetsk, trong khi lực lượng Ukraine cố gắng tiến sâu hơn vào vùng Kursk, biên giới của Nga. Tạp chí Forbes Ukraine dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havriliuk cho biết Ukraine dự đoán Nga sẽ tăng quân số ở chiến trường Ukraine lên 800.000 vào cuối năm nay. Theo đó, lực lượng Nga hiện có khoảng 600.000 binh sĩ tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine. Theo nhận định của tờ Wall Journal, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk đầu tháng này đã làm dậy sóng nước Nga khi lực lượng Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga, chiếm đóng hàng chục thị trấn và làng mạc. Đây cũng là lần đầu tiên một lực lượng quân sự nước ngoài tấn công vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến hai. Journal cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine là một trong những yếu tố quan trọng trong thành công của cuộc đột kích. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Shitsky đã lên kế hoạch và ra lệnh tấn công vào khu vực Kurs của Nga trong nỗ lực cuối cùng để tránh bị sa thải. Sở dĩ chỉ huy hàng đầu quân đội Ukraine đối diện nguy cơ mất chức vì tình hình mặt trận ở Donbass đang sụp đổ. The lưu ý rằng tướng Shishky đã phải vật lộn với di sản không lý tưởng sau khi thay thế người tiền nhiệm là ông Valery Zaludny hồi tháng 2. Tình hình ảm đạm còn đến từ nguyên nhân phương Tây chậm trễ trong viện trợ. Ngoài ra, tướng Sitsky được cho là phải chịu áp lực từ tránh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky là ông Andrei Yermak, người có ảnh hưởng rất lớn ở Ukraine thời điểm hiện tại. Khi áp lực ngày càng lớn, tướng Sitsky đã nghĩ ra điều mà The mô tả là một canh bạc táo bạo xuất phát từ sự tuyệt vọng với một số kịch bản. Những kịch bản này bao gồm các cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk hoặc Bryansk hoặc kết hợp cả hai. The Economist nêu rõ, mục tiêu chính là kéo quân đội Nga ra khỏi Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Tướng Sisky đã giữ tuyệt mật kế hoạch của mình, chỉ chia sẻ với một nhóm gồm các tướng lĩnh và quan chức an ninh thân cận. Ông đồng thời trò chuyện riêng với Tổng thống Ukraine Zelensky vào lúc không có sự tham gia của các phụ tá. Điều này cũng có nghĩa là Ukraine không tiết lộ kế hoạch cuộc tấn công cho các đồng minh phương Tây. Thậm chí, Binh sĩ Ukraine chỉ nhận vũ khí mới vài ngày trước khi tấn công tỉnh Kursk. Ban đầu họ tưởng rằng lệnh xuất quân của chỉ huy là trò đùa. Một binh sĩ Ukraine chia sẻ rằng: "Chúng tôi đùa rằng đây không phải là ngày cá tháng tư", nhưng chỉ huy mỉm cười vì hiểu chúng tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình. Các binh sĩ Ukraine cũng đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra vào đầu tháng 8, khi được cấp súng trường tấn công mới và mũ bảo hiểm gắn tai nghe bộ đàm. Nhưng chỉ đến sát ngày xuất quân, họ mới được thông báo về kế hoạch chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Ukraine được đánh giá đạt thành công bước đầu nhờ yếu tố bất ngờ và dường như được giữ bí mật tới phút chót. Để đánh giá tính chất bất ngờ cũng như triển vọng của cuộc đột kích do Ukraine phát động nhằm vào Kursk, tờ Economist của Anh cho biết họ đã phỏng vấn những binh sĩ trực tiếp tham gia mặt trận này và các nguồn tin nắm rõ tiến trình ra quyết định của tướng Oleksandr Shinsky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Ít nhất 4 kịch bản đã được cân nhắc cho chiến dịch tấn công vào những điểm yếu nhất trong phòng tuyến của Nga, tấn công vào vùng Brian, tấn công Kursk, kết hợp cả hai tấn công nhiều mục tiêu hơn. Mục tiêu chính của Ukraine là kéo quân ra khỏi vòng vây Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho bất cứ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Economist cho biết tướng Sinsky đã giữ bí mật kế hoạch của mình, chỉ chia sẻ với một nhóm gồm các tướng lĩnh và quan chức an ninh thân cận. Ông đồng thời trò chuyện riêng với Tổng thống Zelensky vào lúc không có sự tham gia của các phụ tá. Quân tiếp viện Ukraine được đưa đến các khu rừng gần biên giới với lý do bề ngoài là phòng thủ trước cuộc tấn công tiềm tàng của Nga và vùng Sumy. Cùng lúc đó, truyền thông Ukraine loan tin về một cuộc tấn công sắp xảy ra do Nga phát động. Serhiy, binh nhì thuộc Lữ đoàn 80 Ukraine nhớ lại, việc luân chuyển quân diễn ra trong khoảng một tuần rưỡi trước khi bắt đầu chiến dịch Kursk các binh sĩ Ukraine bắt đầu nghi ngờ điều gì đó lớn lao sắp diễn ra vào đầu tháng 8 khi họ đột nhiên được cấp một loạt trang bị. Mũ bảo hiểm tích hợp tai nghe, súng trường tấn công mới. Bên cạnh đó, họ tiến hành diễn tập trên các mô hình mô phỏng cho các ngôi làng của Nga. Để kiểm soát phần lãnh thổ Nga rộng 520 km vuông và răng co thêm 900 km vuông khác với lực lượng của Moscow, Kiev đã phải huy động một lượng quân tương đối lớn, khoảng 6 lữ đoàn, nhiều tiểu đoàn độc lập và các đơn vị hỗ trợ khác. Con số này được xem là cực kỳ lớn trong bối cảnh quân đội Ukraine cũng đang phải dàn rất mỏng lực lượng để tranh giành với quân đội Nga từng tất đất trong lãnh thổ được thế giới công nhận của nước mình. Theo Economist, trong những ngày gần đây, lực lượng tăng cường của Ukraine gồm 10.000 đến 20.000 binh sĩ dường như tập trung vào việc thiết lập quyền kiểm soát ở bờ Nam sông Sam, phía tây bắc thị trấn Sutza, tỉnh Kursk. Theo Economist, canh bạc lớn của tướng Zelensky đã mang lại hy vọng cho Ukraine sau một năm liên tục đón tin tức ảm đạm. Nó cũng mang lại cho vị tướng này quyền lực mới. Tuy nhiên, thành công lâu dài hay không của chiến dịch này sẽ phụ thuộc lớn vào cách Nga phản ứng. Theo Forbes nhận định, việc Ukraine sẵn sàng đánh đổi các vũ khí hiếm và giá trị do phương Tây cung cấp cho thấy tầm quan trọng giới lãnh đạo nước này đặt ra cho chiến dịch quân sự tại Kursk. Nhà phân tích Johnny Ascola Phần Lan nhận định, theo dõi các tuyên bố của giới chức Ukraine và thực tế chiến trường, ta ngày càng thấy rõ Ukraine đang muốn thiết lập một vùng đệm ở Kursk, đồng thời dành thêm lợi thế cho những cuộc đàm phán tiềm năng. Tuy nhiên, càng đánh sâu, quân đội Ukraine nói chung và lữ đoàn 82 nói riêng sẽ càng gặp khó khăn về mặt hậu cần. Việc tiếp tế lương thực, nhiên liệu và đạn dược sẽ càng phức tạp. Trước tình hình đó, Nga đã chuyển một lượng quân từ Ukraine về phòng thủ Kursk. Tuy nhiên, theo Economist, có một ngoại lệ lớn đó là Pokrov, quân đội Nga đã duy trì đã tấn công vào thành phố này trước khi Ukraine tấn công Kursk, và giờ đây họ đang tiếp tục gây áp lực nặng nề cho Kiev. Có thể nói, Nga muốn đập tan cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk, đồng thời muốn lợi dụng sự cạn kiệt nhân lực và vật lực của Ukraine bằng cách đẩy mạnh tấn công vào Pokrov. Ông Sohi thừa nhận, phía Nga đã tìm ra cách chiến đấu và chúng hiểu chiến thuật của chúng tôi. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã thiệt hại 3.460 binh sĩ, 50 xe tăng, 25 xe chiến đấu bộ binh, 45 xe bọc thép trở quân, 262 xe thiết giáp các loại, 115 xe mô tô, 5 hệ thống tên lửa đất đối không, 7 hệ thống phóng loạt MLRS, 25 hệ thống pháo giã chiến, 4 trạm tác chiến điện tử, 4 xe kỹ thuật, trong đó có 1 xe chống chứng ngại vật và 1 xe gỡ mìn. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky đã lên kế hoạch và ra lệnh tấn công vào khu vực Kursk của Nga trong nỗ lực cuối cùng để tránh bị sa thải. Thông tin trên do tạp chí The Economist tiết lộ thêm rằng Kiev cũng không thông báo cho các đồng minh phương Tây biết về ý định của mình vì sợ sẽ bị ngăn cản hoặc làm do gì kế hoạch của mình. Các nguồn tin thân cận về kế hoạch tấn công xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine cho hay tướng Shishky đã đứng trước bờ vực bị sa thải chỉ vài tuần trước khi tiến hành chiến dịch táo bạo này. Sở dĩ chỉ huy hàng đầu quân đội Ukraine đối diện nguy cơ mất chức vì tình hình mặt trận ở Donbass đang sụp đổ. The Economist lưu ý rằng tướng Sitsky đã phải vật lộn với di sản không lý tưởng sau khi thay thế người tiền nhiệm Valery Zaludny hồi tháng 2. Tình hình ảm đạm còn đến từ nguyên nhân phương Tây chậm trễ trong viện trợ. Ngoài ra, tướng Sitsky được cho là phải chịu áp lực từ tránh văn phòng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là ông Andrei Yamak, người có ảnh hưởng rất lớn ở ukraine thời điểm hiện tại khi áp lực ngày càng lớn tướng siski đã nghĩ ra điều mà the economist mô tả là một quyết định táo bạo xuất phát từ sự tuyệt vọng với một số kịch bản những kịch bản này bao gồm các cuộc tấn công vào vùng biên giới kurs hoặc bryansk hoặc kết hợp cả hai the economist nêu rõ mục tiêu chính là kéo quân đội nga ra khỏi donbass và tạo ra yếu tố mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai trong diễn biến có liên quan binh sĩ Ukraine nhận vũ khí mới vài ngày trước khi tấn công tỉnh Kursk. Song ban đầu tưởng rằng lệnh xuất quân của chỉ huy là cho đùa. Theo đó, khi lệnh tấn công vang lên trên bộ đàm, binh nhì Serhi thuộc lữ đoàn dù xung kích số 80 Ukraine là một trong số những người đầu tiên tiến ra khỏi nơi ẩn náu trong rừng. Trong lúc tiến quân, đơn vị của Serhi được xe tăng liên tục yểm trợ hỏa lực. Binh nhì Serhi cho biết, chỉ huy chúng tôi không tiếc một viên đạn pháo nào. Chỉ vài ngày trước, binh sĩ này không tin rằng mình sẽ tiến công vào lãnh thổ Nga khi nghe chỉ huy phổ biến kế hoạch và hạ quyết tâm chiến đấu. Binh nhì Sơ Hy kể, chúng tôi lúc đó chỉ cười, chúng tôi đùa rằng đây không phải là ngày cá tháng tư, nhưng chỉ huy mỉm cười vì hiểu chúng tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình. Chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Ukraine được đánh giá đạt thành công bước đầu nhờ yếu tố bất ngờ và dường như được giữ bí mật tới phút chót. Chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của tướng Sitsky dường như mang lại một số hy vọng. Song liệu ông có thành công hay không phụ thuộc vào cách Nga phản ứng. Nga dường như chọn cách đáp trả mạnh tay hơn với kế hoạch này của Ukraine và cùng lúc duy trì áp lực lên đối phương trên chiến tuyến vùng Donbass. Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Nga tăng cường độ phản ứng tại tỉnh Kursk. Các binh sĩ Ukraine ở đây thừa nhận bắt đầu chứng kiến mức độ kháng cự quyết liệt hơn và chịu thêm tổn thất. Nga dường như đã điều các đơn vị được huấn luyện tốt hơn tới tỉnh Kursk, trong đó có hải quân đánh bộ và đặc nhiệm, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng chiến trường tại đây. Chưa rõ binh sĩ Ukraine có thể bám trụ lại được tỉnh Kursk hay lực lượng nước này bị quá tải và phải trả giá với thất bại trên khu vực tiền tuyến khác. Mối nguy hiểm lớn nhất đối với Ukraine lúc này là mặt trận quanh Pokrovsk, nơi quân đội Nga liên tiếp giành được các khu dân cư và áp sát thành phố cửa ngõ ở tỉnh Donetsk. Ukraine muốn duy trì chiến dịch tại tỉnh Kursk và phá vỡ ranh giới trên tiền tuyến, thay đổi câu chuyện về một cuộc xung đột đóng băng chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán. Trong khi đó, Nga dự tính đánh bại chiến dịch ở tỉnh Kursk và làm cạn kiệt thêm nguồn lực vốn đã ít ỏi của Ukraine bằng cách đẩy mạnh tiến công Pokrovsk. Mới đây, Ukraine đã tiết lộ một biến thể mới của tên lửa hành trình R-360 Neptune trong một video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố. Phiên bản mới của tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và có tầm bắn mở rộng lên tới 400 km. Tên lửa Neptune cải tiến được cho là đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào cuối tháng 7 vừa qua nhằm vào sân bay quân sự Chalino gần Kursk, Nga. Theo các nguồn tin, tên lửa đã nhắm mục tiêu và phá hủy một kho đạn tại sân bay. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên được công khai về việc sử dụng tên lửa Neptune phiên bản cải tiến trong chiến đấu sau các báo cáo vào tháng 9 năm ngoái về việc triển khai tên lửa này để chống lại các hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Được cục thiết kế Lắc phát triển từ năm 2018, R-360 Neptune ban đầu là tên lửa chống hạm có tầm bắn dao động từ 280 đến 300 km. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, giúp tăng cường hơn nữa khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tên lửa có tốc độ tối đa lên tới 900 km h và có thể bay ở độ cao từ 10 đến 300 m và giảm xuống chỉ còn 3 m khi tiếp cận mục tiêu ở giai đoạn bay cuối cùng để tránh hệ thống phòng không của đối phương. Việc nâng cấp tên lửa Neptune thể hiện những nỗ lực của Ukraine nhằm nâng cao năng lực tên lửa tiên tiến, cũng như mục đích mở rộng tầm bắn của tên lửa hành trình lên 1.000 km. Mỹ đã trang bị cho Ukraine số lượng lớn tên lửa tầm xa, nhưng Washington đặt ra những hạn chế về cách Kiev có thể sử dụng khi ngăn Ukraine tấn công Nga. Để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Ukraine đã quyết định cải tiến tên lửa chống hạm Neptune thành phiên bản tấn công mặt đất để họ có thêm phương án vũ khí tập kích Nga. Theo Newsweek, Ukraine có kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa Neptune lên gấp 10 lần trong năm nay đại diện Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ cho biết, trong năm 2024, Ukraine sẽ tăng gấp 10 lần số lượng tên lửa Neptune mà nước này đang sản xuất. Ngoài việc tăng số lượng tên lửa, Ukraine còn có kế hoạch tăng tầm bắn của tên lửa lên 1.000 km, mở đường cho các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Bất chấp những khó khăn kinh tế và sự sụt giảm viện trợ của phương Tây, Ukraine vẫn có ý định phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình. Các chuyên gia lưu ý rằng, bằng cách này, Kyiv sẽ nỗ lực bù đắp việc thiếu tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời tăng cường khả năng tấn công các tài sản quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen. Hãng tin do Independent dẫn thông báo, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã phê duyệt việc chuyển giao xe chiến đấu bộ binh Pansavanbak 302, PVB 302 do hãng Hacklunch Ensoner của Thụy Điển sản xuất cho các lực lượng vũ trang. Bộ trên xác nhận toàn bộ số xe PVB302 trong kho là một phần trong đợt viện trợ quân sự lớn nhất của Stockholm, trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Được trang bị pháo tự động Hispano Suiza 20mm, xe chiến đấu bánh xích PVB302 có trọng lượng hơn 30 tấn, có thể di chuyển qua các địa hình khó khăn, bao gồm cả bùn lầy và cát, cũng như dưới nước nhờ xích khổ lớn loại xe này có lớp giáp phía trước có thể chịu được đòn tấn công trực tiếp bằng đạn 20mm và có thể tăng tốc lên 60km h giờ. PVV-302 đã phục vụ trong quân đội Thụy Điển cho đến năm 2014 và từng được sử dụng trong cuộc chiến ở Bosnia và Kosovo. Theo Kiev, hơn 100 mẫu xe của Ukraine và nước ngoài sản xuất đã được thông qua để sử dụng ở quốc gia Đông Âu này kể từ đầu tháng 6 vừa qua. Một phần ba số này được cho là sản xuất trong nước trong khi số còn lại được sản xuất ở hơn 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Thụy Điển và Italia. 60 mẫu thiết bị đã được đưa vào sử dụng trong năm 2024. Trong một diễn biến khác liên quan Ukraine, cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo ghi nhận 1.940 vụ tấn công vào hệ thống y tế của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong thông cáo báo chí, WHO cho biết 85% các cuộc tấn công xảy ra tại các cơ sở y tế. Đồng thời, một số lượng đáng kể trong số các vụ được thực hiện bằng vũ khí hạng nặng. WHO cũng lưu ý rằng, kể từ cuối năm ngoái, các cuộc tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ukraine đã gia tăng và xảy ra hầu như hàng ngày. Ngoài ra, có báo cáo về việc kể từ khi xảy ra xung đột, trung bình 200 xe cứu thương đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hàng năm trong quá trình pháo kích. Năm nay, nhiều nhân viên y tế cũng bị thương hơn trước. Theo dữ liệu của WHO, những người ứng cứu đầu tiên và phương tiện vận chuyển y tế có khả năng bị tổn hại do các cuộc tấn công cao gấp 3 lần. Bên cạnh đó, WHO báo cáo rằng kể từ đầu năm 2024, 34 nhân viên y tế đã thiệt mạng. Một nguồn tin trong ngành đóng tàu Nga cho hãng thông tấn TASS cho biết, quá trình sửa chữa tàu ngầm hạt nhân tuyệt mật AS-31 Lolharik chuyên hoạt động vùng nước sâu sẽ không mất tới vài năm. Dự kiến thời gian sửa chữa và hiện đại hóa đối với chiếc AS31 sẽ hoàn thành vào năm 2025. Sau đó, phương tiện này sẽ ngay lập tức được mang đi thử nghiệm sau sửa chữa, bao gồm cả kiểm tra lặn ở độ sâu lớn. Theo nguồn tin, vào đầu mùa hè năm 2024, việc đánh giá lại khối lượng và tính chất của công việc đã diễn ra. Hiện tại, các kỹ sư và công nhân tiếp tục thay thế một số bộ phận trên chiếc tàu ngầm. Người đối thoại của hãng tin TASS nói Việc sửa chữa và hiện đại hóa tàu ngầm Losarix sẽ hoàn thành vào năm 2025, ngay sau khi công việc kết thúc, các cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu trên biển với mức tăng đều đặn độ sâu lặn và sẽ lên tới mức tối đa 6.000m. Đầu năm nay, có thông tin cho biết, tàu ngầm hạt nhân AS-31 Losarix trong quá trình phục hồi sau vụ tai nạn vẫn giữ được khả năng lặn đến độ sâu tối đa. Vì vậy, trong quá trình kiểm tra nghiệm thu, một số lần lặn xuống độ sâu 6.000m sẽ được tiến hành. Tới đầu mùa hè, một nguồn tin khác nói thêm, chiếc tàu ngầm đã được kiểm tra một lần nữa và dẫn tới quyết định cần phải tháo dỡ khoang cứu nạn khẩn cấp, dự báo sẽ kéo dài thời gian sửa chữa thêm vài năm. Cần lưu ý thêm, đó là trong cả hai trường hợp, thông tin đều thuộc dạng không chính thức, khi cả nhà máy đóng tàu SEPMAS và Bộ Quốc phòng Nga đều chưa bình luận gì về tiến độ sửa chữa chiếc Losarik. Tàu ngầm số hiệu AS31, biệt danh Losarik của Nga, gặp sự cố hỏa hoạn khi đang làm nhiệm vụ khảo sát đáy biển ở lãnh hải nước này. Hồi tháng 7 năm 2019, khiến 14 thủy thủ thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Nga trong một thập kỷ. AS31 Losarik được thiết kế từ năm 1988 đến năm 1990 và hoàn thiện vào năm 1992, bắt đầu chế tạo năm 1990, nhưng do gặp khó khăn về tài chính nên đến năm 2003 mới xong. Tàu ngầm này mang tên chính thức là AS31 Losarik là để vinh danh nhân vật chính được hình thành từ những quả bóng trong bộ phim hoạt hình Nga cùng tên. Tàu có hai lớp vỏ bằng titan, trong đó vỏ chịu áp lực gồm 7 khoang hình cầu tương đối độc lập với nhau, lối liên thông rất hẹp, điều này khiến tàu có rất ít không gian cho thủy thủ đoàn và trang thiết bị, nhưng giúp độ bền cấu trúc vượt xa tàu ngầm thông thường. Tàu có độ dài 69m, bề rộng 7m, tốc độ dưới nước 30 uzen. Một uzen bằng 0,514m một giây lặn được tới độ sâu tối đa 6.000m, Đội thủy thủ trong tàu AS31 Losarik gồm 25 sĩ quan nhưng không được trang bị vũ khí. Tàu AS31 Losarik có hệ thống lái đặc biệt và để đảm nhiệm các chiến dịch dưới biển sâu khi bơi ra xa cần có tàu mẹ. Các cuộc tấn công dữ dội xuyên biên giới vào tỉnh Kursk đã giúp Ukraina mở ra một mặt trận mới và giành quyền kiểm soát một số lãnh thổ của Nga. Tuy vậy giới phân tích cho rằng đây có thể là sai lầm chiến lược của Ukraina. Câu hỏi đặt ra là liệu Kiev có thể giữ được những vùng đất này trong bao lâu mà không để mất thêm một số khu vực trọng yếu ở Donbass? Tính chất rủi ro của hành động này được nêu bật vào cuối tuần qua khi chính quyền thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine kêu gọi người dân đẩy nhanh tiến độ sơ tán trong bối cảnh quân đội Nga tiến gần đến nơi đây sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Trong thông báo đăng tải trên Telegram, ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Pokrovsk, cho biết đối phương đang nhanh chóng tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Pokrovsk. Họ chỉ cách vùng ngoại ô khoảng 10 km và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Lời cảnh báo của ông Dobryak là bằng chứng cho thấy Nga không hề giảm tần suất các cuộc tấn công vào những khu vực khác của Ukraine bất chấp chiến dịch xâm nhập biên giới mà Kiev thực hiện trong gần 2 tuần qua. Sau bất ngờ ban đầu, Nga đã triển khai viện binh đến khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Anh, nhiều khả năng lực lượng tiếp viện của Nga không đến từ trục ưu tiên ở phía đông Ukraine, nơi Moscow duy trì nhịp độ tấn công tương đối cao, đặc biệt là Donetsk, mà đến từ hướng khác. Tại Donetsk, các lực lượng Nga đang tiếp tục theo đuổi một cuộc bao vây chiến thuật đối với Ukraine ở phía đông nam Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đánh giá rằng lực lượng Nga có khả năng đã giành được Olipka cách Pokrovsk khoảng 35 km và Zelane cách Pokrovsk khoảng 20 km. Trong nhiều tháng qua, Nga đã cố gắng gây áp lực cho các hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, nỗ lực giành thật nhiều vùng lãnh thổ trước khi tân binh Ukraine và các lô vũ khí mới do phương Tây tài trợ được triển khai trên chiến trường. Những thành quả mà Nga đạt được khá ít ỏi khi tiền tuyến hầu như không chuyển dịch. Nhưng bước tiến của Moscow về phía Pokrovsk đã khiến Ukraine và các nước phương Tây lo lắng. Nếu kiểm soát Pokrovsk, Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm toàn bộ các khu vực Lugansk, và Donetsk ở miền đông Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng lực lượng Nga đang duy trì nhịp độ tấn công tương đối cao ở Donetsk và điều này cho thấy Bộ Chỉ huy quân sự Nga tiếp tục ưu tiên tiến công ở miền đông Ukraine ngay cả khi Kiev đang gây sức ép với họ bên trong khu vực Kursk. Đánh giá về chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga, Andrew Latam, chuyên gia nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại trường đại học Macalester ở Mỹ cho rằng Tổng thống Zelensky đang mắc sai lầm chiến lược khi chuyển hướng các nguồn lực quan trọng khỏi chiến trường chính để đạt được những lợi ích nhỏ. Dù cuộc tấn công tỉnh Kursk thu hút sự chú ý và gây ra một số tổn thất cho Nga, nhưng chiến dịch này không làm thay đổi được những yếu tố cơ bản của cuộc xung đột. Nga vẫn là một cường quốc quân sự đáng gờm với kho vũ khí khổng lồ và có khả năng răn đe hạt nhân. Ukraine dù thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đẩy lùi đối phương nhưng vẫn khó có thể vượt qua sự tranh lệch quá lớn này. Quan trọng hơn việc chuyển hướng lực lượng khỏi chiến trường chính là một tính toán đầy rủi ro có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Mỗi binh sĩ, mỗi xe tăng và pháo binh mà Ukraine triển khai trong cuộc xâm nhập biên giới Nga đều gây trở ngại cho nỗ lực của Kiev nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Thay vì tiếp tục đẩy lùi Nga trên chiến trường, Ukraine dường như bị cuốn sâu vào một mặt trận hạn chế trong khi mức độ tổn thất cao hơn. Chưa kể nỗ lực tấn công biên giới Nga có thể làm xung đột gia tăng căng thẳng, có nguy cơ lôi kéo các quốc gia khác can dự và dẫn đến một cuộc đối đầu quy mô lớn. Nhiều nhà phân tích khác cũng cho rằng dù Ukraine có thể củng cố khả năng kiểm soát một số khu vực ở biên giới Nga thì đây vẫn là động thái mạo hiểm. Ukraine có nguồn lực hạn chế nên các tuyến tiếp tế kéo dài của nước này tới tỉnh Kursk sẽ rất dễ bị Nga tấn công. UAV Nga đã phát hiện bệ phóng S-300 của Ukraine tại tỉnh Kharkov và chỉ thị mục tiêu cho tiêm kích bom Su-34 phóng tên lửa hành trình tập kích. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng trinh sát đường không xác định nơi đối phương bố trí tổ hợp tên lửa phòng không S-300P ở khu dân cư Vondoe, tỉnh Kharkov đang tấn công mục tiêu dân sự tại tỉnh Bengorod. Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy phương tiện được cho là bệ phóng S-300P ở giữa cánh đồng chống với ống phóng đã dựng đứng bị máy bay không người lái UAV trinh sát, phát hiện và chuyển tọa độ mục tiêu cho lực lượng tấn công. Tiêm kích bom Su-34 Nga sau đó phóng tên lửa hành trình Kh-35 nhằm vào bệ phóng S-300P, phá hủy hoàn toàn tổ hợp này, rồi trở về căn cứ an toàn sau khi phi công nhận tin báo mục tiêu đã bị hạ. Ngay sau khi trúng tên lửa Kh-35, các vụ nổ thứ cấp từ hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cũng đã diễn ra. S-300 bao gồm một loạt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa hiện đang do Tổng Công ty Khoa học Công nghiệp Almaz-Antey của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay sản xuất. Liên Xô triển khai hệ thống này lần đầu năm 1979 nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận của nước này phòng thủ trước những cuộc không kích từ đối phương. S300 có khả năng loại bỏ hiệu quả các mục tiêu tên lửa đạn đạo, đồng thời được coi là một trong những hệ thống chống máy bay mạnh nhất hiện nay với tầm bắn lên đến hơn 150 km. S300 được quảng bá là sở hữu sức mạnh ngăn chặn được cả chiến đấu cơ tàng hình. Một chuyên gia từng bình luận, S300 là hệ thống phòng không hàng đầu của Nga. Đây là hệ thống phòng thủ đủ khả năng bắn hạ bất kỳ loại tên lửa hay mẫu chiến đấu cơ tiên tiến nào. Theo nhận định từ các chiến lược gia quân sự Nga, S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không đa năng, bất khả chiến bại. Hệ thống tên lửa S-300 có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 chiếc trong số đó. Vì vậy, trong cuộc xung đột đang diễn ra, S-300 được cả Nga và Ukraine sử dụng không thực sự được đánh giá cao khi đối phó với tên lửa đối phương bằng chứng là một số hệ thống S-300 của cả Nga và Ukraine đều bị tên lửa phóng từ máy bay hoặc từ các hệ thống mặt đất của nhau phá hủy. Mới đây, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov đã trả lời câu hỏi của kênh Short Telegram về khả năng đàm phán giữa Ukraine và Nga. Ông nói, vào thời điểm này, với động thái này, chúng tôi không thể thực hiện đàm phán. Ông Yuri Usakov thông tin thêm đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa bị hủy bỏ, nhưng quá trình đàm phán hoàn toàn không phù hợp. Khung thời gian thực hiện đàm phán phụ thuộc vào tình hình trên chiến trường. Ông Putin từng đưa ra đề xuất liên quan đến giải pháp cuối cùng dành cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Cụ thể, đề xuất này quy định tình trạng trung lập, phi hạt nhân và không liên kết của Kiev, phi quân sự hóa cũng như phi phát xít hóa, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga Ngoài ra, đề xuất còn công nhận chủ quyền của Nga đối với khu vực mới gia nhập sau cuộc trưng cầu dân Ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết Nga và Ukraine chưa tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào. Bà nhấn mạnh, hai bên không thảo luận bất cứ cơ chế an ninh nào liên quan đến các cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo bà Zakharova, Moscow và Kiev đã không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ mùa xuân năm 2022 ngoại trừ việc trao đổi tù nhân do bên thứ ba hòa giải tạo điều kiện các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột đã sụp đổ sau khi kiev bất ngờ rút lui nghi do sự can thiệp của phương tây bình luận của người phát ngôn bộ ngoại giao nga được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin trước đó của báo washington post rằng cuộc tấn công của ukraine vào vùng kursk của nga gần đây đã làm trạch hướng các đối thoại bí mật do qatar làm trung gian giữa moscow và kiev kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk. Ngay sau đó, tình trạng khẩn cấp liên bang được ban bố trong toàn khu vực. Theo dữ liệu mới nhất, có hơn 140 người, bao gồm 10 trẻ em trong khu vực bị thương và phải nhập viện. Hơn 10.000 người sơ tán khỏi các quận biên giới của khu vực Kursk được đưa đến trung tâm lưu trú tạm thời. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu hành động quân sự ở khu vực Kursk, quân đội Ukraine mất hơn 3.460 quân, 50 xe tăng và 45 xe bọc thép chở quân. Chiến dịch càn quét lực lượng vũ trang của Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố cuộc xâm nhập quân sự táo bạo vào vùng Kursk của Nga nhằm mục đích tạo ra vùng đệm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Moscow. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky nêu rõ mục đích của chiến dịch được triển khai. Tổng thống Zelensky nói, hoạt động này đang diễn ra đúng như chúng tôi mong đợi. Hoạt động của chúng tôi ở vùng Kursk đang gây ra tổn thất cho quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế của Nga. Theo RT, hãng thông tấn RIA Novosti đã đưa tin về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York, một trong những thành trì quan trọng của Ukraine tại vùng Donetsk. Nguồn tin của RIA cho biết, vào đầu tháng 7, quân đội Nga đã kiểm soát được trung tâm của khu định cư New York và đẩy lực lượng Ukraine ra vùng ngoại ô phía Bắc. Tới thời điểm hiện tại, chúng ta đã kiểm soát cả phần phía Bắc của khu định cư. Theo đánh giá, việc chiếm được New York sẽ mở ra con đường hướng tới Toresk, một thành trì lớn khác của Ukraine ở Donbass. Cả hai thị trấn đều được quân đội Ukraine củng cố nghiêm ngặt kể từ khi xung đột nổ ra trong khu vực sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn năm 2014. New York và Toresk đều nằm cách Goloka, một thị trấn quan trọng ở Donbass, chưa đầy 20 km, nơi lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk đã chiếm giữ các vị trí vào năm 2014. Kết quả là Ukraine đã biến các thị trấn này thành một phần của tuyến phòng thủ quan trọng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc quân đội nước này tiến vào làng Zalishne, vùng Donetsk. New York và Zalishne là hai khu định cư ở gần thành phố Toresk, và việc kiểm soát được hai khu vực này sẽ giúp Nga có cơ hội áp sát cứ điểm quan trọng của Ukraine ở miền đông. Theo truyền thông Ukraine, quân đội Nga đang gia tăng sức ép lên Toresk và Pokrovsk, hai thành phố mang tính chiến lược ở Donetsk. Pokrovsk hiện là khu vực căng thẳng nhất ở Donetsk với số lượng các cuộc đụng độ được ghi nhận ở mức kỷ lục vào tuần trước. Ukraine đã ra lệnh cho các gia đình có trẻ em sơ tán khỏi Pokrovsk vì lo ngại quân đội Nga sắp tấn công vào thành phố. Các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga tiến quân nhanh đến mức các gia đình đã phải bỏ chạy khỏi Pokrovsk và các thị trấn lân cận khác. Quân đội Nga đã áp sát Pokrovsk sau 6 tháng tấn công dồn dập trên khắp khu vực Donetsk của Ukraine kể từ khi chiếm được thành phố chiến lược adipka Thống đốc khu vực của Ukraine, ông Vadim Filaskin cho biết trên Telegram rằng ước tính có khoảng 53.000 người, trong đó có gần 4.000 trẻ em vẫn đang ở Pokrovsk và khu vực lân cận. Người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrovsk, ông Shohi Dobriak cũng nói rằng dân thường chỉ có một hoặc hai tuần, không hơn, để rơi khỏi thành phố này khi quân đội Nga đang nhanh chóng tiếp cận. Theo ông, nhà chức trách có khả năng sơ tán ít nhất 1.000 người mỗi ngày, nhưng hiện chỉ có từ 500 đến 600 người giờ đi mỗi ngày. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sitsky cho biết các trận chiến nặng nề đang diễn ra ở khu vực Pokrovsk. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại các khu định cư nằm gần Pokrovsk, bao gồm Minograd, Selidove và Novogorodovka. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã tiến dần dần qua khu vực của tỉnh Donetsk, giành được những vùng lãnh thổ đáng kể dù chịu tổn thất lớn. Cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga được cho là nhằm kéo giãn lực lượng Nga trên các mặt trận ở Donbass. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến dịch này vẫn không làm suy giảm các cuộc tấn công dồn dập của Moscow trên tiền tuyến ở Ukraine. Theo tờ Foreign Policy của Mỹ, khi bà Kamala Harris chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, những so sánh giữa bà và cựu Tổng thống Donald Trump về chính sách kinh tế ngày càng thu hút được sự chú ý. Nhà kinh tế học Adam Posen, chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, đã chỉ ra những khác biệt quan trọng giữa hai ứng cử viên dưới đây. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa hai ứng cử viên là chính sách di cư vốn liên quan đến vấn đề lao động. Cựu tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng trong các bài phát biểu và chương trình tranh cử của mình rằng ông dự định trục xuất một số lượng lớn người nhập cư hiện đang cư trú tại Mỹ với con số lên đến khoảng 1,3 triệu người. Ngược lại, Phó tổng thống Kamala Harris và chiến dịch của bà đã tuyên bố không có kế hoạch thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt. Bà Harris không hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường nhập cư nhưng bà không ủng hộ các biện pháp trục xuất cưỡng bức hàng loạt. Thứ hai, về vấn đề đồng đô la Mỹ, sự khác biệt giữa ông Trump và bà Harris cũng rất rõ ràng. Ông Trump đã công khai bày tỏ ý muốn làm giảm giá trị đồng đô la Mỹ, coi đây là một công cụ để thúc đẩy xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Trong khi đó, bà Harris không đưa ra một chính sách cụ thể về việc điều chỉnh giá trị đồng đô la Mỹ, nhưng bà ủng hộ sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Bà Harris tin rằng Tổng thống không nên can thiệp trực tiếp vào các quyết định của Fed. Điều này giúp duy trì sự ổn định của đồng đô đồ la Mỹ. Thứ ba, về thuế quan, hai ứng cử viên đều có quan điểm tương đối giống nhau. Trong nhiệm kỳ của ông Trump, thuế quan đối với Trung Quốc đã gia tăng đáng kể. Điều này tiếp tục được duy trì dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden. Ông Trump đã cam kết sẽ áp dụng các mức thuế cao hơn nếu ông tái đắc cử, với dự định không chỉ duy trì mà còn mở rộng các biện pháp này để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, Bà Harris đã không cam kết dỡ bỏ các thuế quan của ông Trump mà vẫn duy trì chính sách hiện tại. Việc bà Harris không chỉ trích chính sách thuế quan của ông Trump một cách mạnh mẽ cho thấy một sự tiếp nối trong chính sách thương mại mà không có sự thay đổi lớn. Thứ tư, về chính sách công nghiệp, cả bà Harris và ông Trump đều không đưa ra những chính sách công nghiệp mang tính cách mạng, nhưng có sự khác biệt nhỏ giữa hai ứng cử viên. Dưới thời chính quyền ông Biden, đạo luật CHIPS và đạo luật giảm lạm phát IRA đã được thông qua tập trung vào việc đầu tư vào công nghệ sạch và sản xuất công nghiệp. Ông Trump có thể sẽ điều chỉnh các chính sách này nếu đắc cử, có thể điều chỉnh các chương trình tài trợ để tập trung vào các công nghệ được xác định là an ninh quốc gia, nhưng sẽ không tạo ra những thay đổi đột phá so với chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa hai ứng cử viên là trong việc hỗ trợ các công nghệ xanh. Bà Harris có xu hướng hỗ trợ sự chuyển đổi xanh hơn, trong khi ông Trump có thể sẽ tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ của các ngành công nghiệp truyền thống. Và cuối cùng, trong chính sách đối với Trung Quốc, sự khác biệt giữa bà harris và ông trump không rõ rệt cả hai đều có xu hướng duy trì các chính sách hiện tại với thuế quan và hạn chế thương mại tiếp tục được áp dụng dù có những khác biệt nhỏ về cách tiếp cận cả hai đều không đưa ra giải pháp mới nào để cải thiện quan hệ thương mại với trung quốc tóm lại mặc dù có những sự khác biệt rõ rệt giữa các chính sách kinh tế của ông trump và bà harris sự thay đổi lớn trong chính sách vĩ mô và cách tiếp cận với các vấn đề chính trị và kinh tế chủ chốt không phải lúc nào cũng rõ ràng cả hai ứng cử viên đều có những quan điểm và ưu tiên khác nhau nhưng sự ảnh hưởng của các chính sách này đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu vẫn cần có thời gian để trả lời. Ngay trước cuộc vận động tranh cử tại Doral, Florida hồi tháng 7, Sở Mật vụ Mỹ đã thông báo với chiến dịch của ông Donald Trump rằng cựu Tổng thống và các cố vấn của ông cần lưu ý vấn đề an ninh hơn nữa vì có thông tin tình báo đáng tin cậy về các mối đe dọa đối với ông. Chuỗi sự kiện vào đầu tháng 7 cho thấy những thách thức mà cơ quan mật vụ phải đối mặt khi bảo vệ ông Trump một cựu tổng thống đang tái tranh cử. Những thách thức trong việc bảo vệ cựu tổng thống đã làm nảy sinh bất đồng giữa các nhân viên mật vụ, ông Trump và các cố vấn của ông trong 3 năm rưỡi qua. Ngay từ khi ông Trump trở lại Malago vào năm 2021, đội mật vụ bảo vệ ông đã lo ngại về một số mối vấn đề. Họ muốn củng cố an ninh tại câu lạc bộ nổi tiếng dễ bị xâm nhập này, nơi các thành viên có thể đưa người lạ vào, có thể tìm thấy các tài liệu mật. Ông Trump thường đi lại xung quanh và nói chuyện với bất kỳ ai ở gần đó. Các nhân viên mật vụ đã nhiều lần trao đổi với nhóm của ông Trump về việc cần phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế ông Trump gặp gỡ người lạ tại Malago. Đội mật vụ của ông Trump cũng từng lập kế hoạch phát hiện xâm nhập để đảm bảo an toàn cho cựu tổng thống ở Malago. Nhưng yêu cầu ngân sách khoảng vài triệu đô la Mỹ đã bị sở mật vụ từ chối và cuối cùng họ chỉ nhận được khoảng 10% số tiền đề nghị. Theo một số nguồn tin, các trợ lý của ông Trump cũng tỏ ra giận dữ khi yêu cầu tăng cường an ninh của họ bị sở mật vụ bác bỏ. Đôi khi họ buộc phải hủy hoặc thay đổi lịch trình sự kiện vì cảm thấy địa điểm không đủ an toàn. Họ liên tục bị từ chối khi yêu cầu tăng thêm lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ, máy đo từ trường và các đội đặc nhiệm bảo vệ ông Trump, thường là vì các lãnh đạo sở mật vụ nói là không có quyền lực bổ sung. Trong khi đó, sở mật vụ Mỹ cho biết, trong nhiều năm qua, họ đã liên tục chi tiền cho các biện pháp tăng cường an ninh tại các dinh thự của cựu Tổng thống Trump bao gồm cả Mar-a-Lago, Tháp Trump và Westminster, New Jersey. Vì lý do an ninh, cơ quan này không tiết lộ về các chi phí cụ thể đã được sử dụng. Một số quan chức thừa nhận hướng dẫn của Sở mật vụ đã không theo kịp thực tế khi đánh giá về mức độ bảo vệ an ninh cho các cựu tổng thống và không tính đến mức độ nổi tiếng và tần suất tham gia các sự kiện công cộng như trường hợp của ông Trump. Ông Trump cũng là cựu tổng thống đầu tiên tái tranh cử kể từ Herbert Hoover năm 1940 đầu năm 2024, nhóm của ông Trump đã báo với Sở Mật vụ rằng họ sẽ có một năm bận rộn với các sự kiện lớn và cần nhiều nguồn lực hơn. Vụ ám sát hụt ông Trump đã làm dấy lên những câu hỏi về năng lực của Sở Mật vụ. Cơ quan này đã không giải quyết được rủi ro mà họ đã coi là ưu tiên hàng đầu kể từ khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963, ngăn chặn một tay súng ở trên cao có cơ hội ngắm bắn rõ ràng vào các quan chức cấp cao mà họ bảo vệ. Sau vụ việc ở Butler, Pennsylvania, Sở Mật vụ đã tăng cường đáng kể các nỗ lực bảo vệ cựu Tổng thống. Trong những tuần gần đây, các cố vấn của ông Trump cho biết mức độ an ninh có vẻ chặt chẽ tương đương như khi ông còn là Tổng thống. Đội chống bắn tỉa và các đội đặc nhiệm khác luôn theo sát ông Trump tại các sự kiện. Lực lượng an ninh tại Malago đã tăng lên đáng kể. Sở mật vụ đã phê duyệt kế hoạch sử dụng kính chống đạn để bảo vệ ông Trump tại các sự kiện ngoài trời trong tương lai, một lớp an ninh thường chỉ được cung cấp cho các tổng thống và phó tổng thống trong trường hợp cần thiết. Theo các cố vấn, ông Trump không muốn xuất hiện tại các cuộc meeting ngoài trời cho đến khi ông có kính chống đạn bảo vệ. Ông muốn quay trở lại Butler, nơi xảy ra vụ ám sát hụt trước cuộc bầu cử và tổ chức một sự kiện ngoài trời khác tại đây. Mới đây, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố ra mắt kênh WhatsApp Nhằm thu hút sự ủng hộ của khối cử tri gốc Latin trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Quản lý chiến dịch tranh cử Julie Chavez Rodriguez cho biết kênh WhatsApp sẽ được ra mắt với video song ngữ và có sự góp mặt của những người đưa tin gốc Latin. Nội dung kênh này sẽ bao gồm các bản phát thanh hàng ngày, video và ghi chú nêu bật những nỗ lực của chiến dịch và chống lại các thông tin sai lệch. Theo giám đốc truyền thông gốc Tây Ban Nha của chiến dịch, Maca Casado Phó Tổng thống Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz hiểu rõ sức mạnh của cộng đồng người gốc Latin và các chương trình như kênh WhatsApp nói trên là cách chiến dịch tranh cử tiếp cận khối cử tri có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. WhatsApp là nguồn thông tin và giao tiếp quan trọng đối với nhiều người gốc Latin, khối cử tri quan trọng trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Kênh này là nỗ lực mới nhất của chiến dịch Harris nhằm tiếp cận cử tri thông qua môi trường truyền thông. Hồi tháng 7, chiến dịch của bà Harris cũng đã sử dụng TikTok. Việc Phó Tổng thống Harris mở tài khoản TikTok phần nào cho thấy tầm quan trọng của ứng dụng video ngắn đối với chiến dịch tranh cử. Đây là một công cụ hữu hiệu để tiếp xúc và tiếp cận cử tri. Trong video đầu tiên trên TikTok, bà Harris giải thích vì sao gia nhập nền tảng này. Theo đó, bà nghe được rằng bà đã xuất hiện trên trang For You. Vì vậy, bà nghĩ nên tự mình có mặt ở đây. Sau 5 giờ đăng tải, video của bà Harris thu về gần 3 triệu lượt xem, gần 800.000 lượt tim Tài khoản của bà cũng ghi nhận hơn 938.000 người theo dõi. CNBC nhận định động thái nhanh chóng mở tài khoản TikTok của bà Harris trái ngược với tổng thống Biden. Ông từng xuất hiện cùng bà Harris trên tài khoản vận động A Biden HQ, Nay là A Kamala HQ. Các nhà lập pháp Mỹ đang bày tỏ lo ngại về TikTok vì xuất xứ Trung Quốc. Tuy nhiên, sự phổ biến của nền tảng đối với giới trẻ nói riêng và công chúng nói chung tại đây biến nó trở thành công cụ vận động đặc biệt quan trọng được các chính trị gia hưởng ứng. Trong một cuộc thăm dò do công ty khảo sát Equis Research của Đảng Dân Chủ thực hiện từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 cho thấy, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 19 điểm trong số các cử tri gốc Latin tại 7 bang chiến trường. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8, theo giờ địa phương, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC đã diễn ra tại thành phố Chicago, bang Illinois chính thức xác nhận Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là bộ đôi liên danh tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Bên thềm hội nghị, an ninh đã được thắt chặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự thành công của sự kiện diễn ra 4 năm một lần này. Hơn chục cơ quan thực thi pháp luật của bang và liên bang sẽ tham gia hỗ trợ công tác an ninh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Trong đó, Sở Cảnh sát Chicago, Cục Điều tra Liên bang, FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ là những đơn vị chủ lực phối hợp đảm bảo an ninh trong suốt tuần. Thống đốc bang Illinois G.B. Pritzker xác nhận rằng khoảng 150 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia của bang sẽ có mặt tại Chicago để sẵn sàng hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh cho DNC. Nhiều tuyến phố hiện đang bị đóng cửa xung quanh hai địa điểm tổ chức hội nghị DNC là United Center, sân nhà của câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng Chicago Bulls và đội khúc côn cầu Chicago Blackhawks và McCormick Place, trung tâm hội nghị lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, với các hàng rào an ninh được dựng lên để khoanh vùng các khu vực hạn chế tiếp cận, trong khi các chốt an ninh được bố trí ở các khu vực khác để tiến hành kiểm tra an ninh đối với các phương tiện đi vào. Ngoài ra, lệnh đóng cửa cũng áp dụng đối với một số tuyến phố đông đúc ở trung tâm thành phố Chicago, trong đó có đường Huron và đại lộ Chicago nằm giữa đại lộ Michigan và đường Rush. Trong khi đó, các đảng viên dân chủ tề tựu tại Chicago để chào mừng chiến dịch tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris trước đối thủ là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và tôn vinh Tổng thống Joe Biden, người đã quyết định rời khỏi cuộc đua giúp xoay chuyển tình thế của Đảng Dân Chủ. Thì sự kiện kéo dài 4 ngày này dự kiến cũng thu hút hàng chục nghìn người biểu tình tuần hành trên các tuyến phố nằm ngoài vành đai an ninh. Nhiều người trong số họ phản đối sự ủng hộ của chính quyền ông Biden dành cho Israel trong cuộc tấn công vào Gaza. Chính quyền thành phố Chicago cho biết nhiều cuộc biểu tình được cấp phép đã được lên lịch trong suốt tuần. Với cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra hôm 18 tháng 8. Trong ngày đầu tiên của hội nghị đã diễn ra hoạt động biểu tình của ít nhất 4 tổ chức bao gồm mạng lưới cộng đồng Palestine Hoa Kỳ, Sinh viên vì một xã hội dân chủ tại UIC, Liên minh Chicago chống lại sự đàn áp chính trị và phân biệt chủng tộc và chiến dịch nhân quyền của người nghèo. Ngoài khả năng xảy ra bạo lực từ các cuộc biểu tình quy mô lớn, lực lượng pháp luật cũng cảnh giác trước khả năng xảy ra tấn công trả đũa sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump cảnh sát trưởng Chicago, ông Larry Snelling cho biết các sĩ quan sẽ tuần tra dọc tuyến đường biểu tình được thành phố chấp thuận và đảm bảo các nhà hoạt động bám sát tuyến đường đó. Bang Illinois có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ và đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng này trong mọi cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1992. Litva mới đây đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự có thể chứa tới 4.000 binh sĩ Đức sẵn sàng chiến đấu sau khi hoàn thành vào cuối năm 2027. Tổng tư lệnh quốc phòng Litva Raimundas Vaisknoras ước tính nước này sẽ chi hơn 1 tỷ euro trong 3 năm tới để phát triển căn cứ quân sự nói trên. Theo Reuters, đây là một trong những dự án xây dựng lớn nhất trong lịch sử của Litva có biên giới giáp với Nga. Ông Vaisknoras nhấn mạnh bên lề lễ khởi công căn cứ rằng đây là khoản đầu tư lớn đối với một quốc gia có 2,9 triệu dân với nền kinh tế chỉ bằng 1 phần 10 của Đức. Litva đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP trong năm nay và chính phủ của Thủ tướng Ingrida Simonit đã tăng thuế để hỗ trợ nhu cầu quốc phòng trong nhiều năm tới. Bà Simonit nói với các phóng viên tại buổi lễ khởi công căn cứ quân sự ám chỉ đến nước Đức rằng nếu chúng ta không an toàn, sẽ không có an ninh cho họ. Căn cứ mới nằm ở Rutninkai, gần thủ đô Vilnius và chỉ cách đồng binh Belarus của Nga 20 km, có kho chứa và bảo dưỡng xe tăng cùng các thiết bị khác. Và trường bắn, khoảng 1.000 nhà thầu quân sự và dân sự Đức sẽ được điều động đến các địa điểm khác ở Litva. Hồi tháng 4, các nhà lãnh đạo Litva đánh giá cao việc quân đội Đức triển khai quân đồn trú dài hạn đến nước này và gọi đây là sự kiện lịch sử. Khoảng 20 binh sĩ đã đến Litva và 150 binh sĩ khác sẽ đến nước này vào cuối năm nay. Trước đó, quân đội Đức đã tham gia một số hoạt động điều quân ở nước ngoài chung với các nước đồng minh khác từ những năm 1990 ở vùng Ban Căng, Afghanistan. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên quân đội Đức triển khai binh sĩ độc lập dài hạn ở nước ngoài kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, thay vì là một phần của lực lượng đa quốc gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại buổi lễ chia tay các binh sĩ ở thủ đô Berlin rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi đồn trú lâu dài như vậy tại một đơn vị bên ngoài nước Đức. Theo hãng thông tấn DPA của Đức, ông Pistorius đã gọi ngày các binh sĩ đi đồn trú ở Litva là ngày quan trọng đối với quân đội Đức. Litva có đường biên giáp với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, cũng là nơi đặt trụ sở hạm đội ban tích của Hải quân Nga. Nước này cũng tiếp giáp Belarus, đồng minh thân cận của Nga. Quân đội Đức cho rằng điều này khiến Litva trở thành quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở sườn phía đông của NATO. Vì vậy, căn cứ quân sự mới được đặt ở Litva nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục mở kế hoạch quân sự sau Ukraine. Theo Kiev Independent, chính phủ Đan Mạch vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 115 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ nhằm đáp ứng cả nhu cầu quốc phòng ngắn hạn và dài hạn của Ukraine. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để mua thiết bị quân sự mới từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đối tác quốc tế của nước này. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết, chúng tôi vừa thực hiện thêm một bước nữa với gói viện trợ quân sự thứ 20, sẽ cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự rất cần thiết để tạo nên sự khác biệt trước cuộc xung đột với Nga. Vì lý do hoạt động và an ninh, thông tin chi tiết về gói viện trợ vẫn chưa được tiết lộ. Theo ông Rasmussen, Đan Mạch không phản đối việc Ukraine sử dụng thiết bị quân sự do Đan Mạch cung cấp trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Ông nhấn mạnh rằng Đan Mạch có các hoạt động quân sự của Ukraine bên trong nước Nga là một phần trong chiến lược phòng thủ của Ukraine. Đan Mạch là một trong những đồng minh trung thành nhất của Kiev kể từ khi kế hoạch quân sự của Nga bắt đầu. Cũng liên quan đến tình hình viện trợ cho Kiev, Đức và các đối tác thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang tích cực hoàn thiện kế hoạch cho Ukraine vay gói hỗ trợ quân sự. Vừa qua, phát biểu về tiến độ liên quan kế hoạch đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 năm nay. Một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức nêu rõ, Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để hoàn thiện công cụ tài chính này. Trong khi đó, phó phát ngôn viên chính phủ Đức, Wolfgang Buschner khẳng định, Berlin sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cần thiết cho Kiev, bất chấp các kế hoạch cắt giảm 50% ngân sách hỗ trợ Ukraine vào năm 2025. Berlin dự định sử dụng công cụ tài chính nói trên để tài trợ cho Ukraine bắt đầu từ năm tới. Ngoài việc nhấn mạnh các thông tin ngụ ý Đức đang cắt giảm viện trợ là hoàn toàn không chính xác, ông Buschner cũng nói thêm rằng Đức cam kết hỗ trợ Ukraine, chừng nào Kiev vẫn cần tới điều đó. Trong dự thảo ngân sách năm 2025, Đức có kế hoạch dành khoảng 4 tỷ euro, tức khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine, thấp hơn so với mức 8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Để bù đắp phần thiếu hụt này, chính phủ Đức dự định sẽ đưa vào các kế hoạch của G7 và Liên minh châu Âu, EU, để có thêm nguồn tài chính từ các tài sản của Nga đang bị đóng băng. Hiện dự thảo ngân sách vẫn đang tiếp tục được chính phủ Đức thảo luận trước khi cân nhắc thông qua vào cuối năm nay. Tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, vừa qua viết trên Telegram rằng: "Chúng tôi đã nhận được một chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck từ ông Elon Musk. Tôi rất hài lòng khi thử nghiệm công nghệ mới này và đã hiểu vì sao nó được gọi là quái vật công nghệ." Bài đăng có đính kèm video lái thử. Trong video, ông Kadyrov tỏ ra thích thú khi điều khiển chiếc xe bán tải điện gắn một khẩu súng máy 12,7mm ở thùng phía sau. Ông nói chiếc Cybertruck này sẽ sớm được gửi đến khu vực triển khai kế hoạch quân sự, nơi nó sẽ phát huy hiệu quả trong điều kiện phù hợp. Tôi tin rằng con quái vật này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho binh sĩ chúng ta. Tuyên bố của ông Kadyrov nhằm ám chỉ siêu xe quái vật này sẽ được sử dụng trên chiến trường Ukraine. Đáp lại, tỷ phú Musk, giám đốc điều hành của nhà sản xuất Cybertruck Tesla, đã bác bỏ thông tin trên qua mạng xã hội X. Trong khi đó, sau tuyên bố của ông Kadirov, nhà văn, giáo sư và nhà bình luận chính trị người Mỹ Seth Abramson đã thắc mắc trên mạng xã hội X rằng: "Tôi thấy bối rối, Học viện Quân sự Mỹ tại West Point vừa mời ông Elon Musk làm diễn giả trong sự kiện, trong khi ông Musk lại cung cấp xe cộ sẵn sàng phục vụ mục đích quân sự của Nga. Sao chuyện này không được chú ý rộng rãi? Vì sao West Point lại đối xử long trọng với một người công khai chống lại Mỹ?" Dưới bài đăng, ông Musk trả lời Ông thực sự kém thông minh đến mức nghĩ rằng tôi tặng một chiếc Cybertruck cho một vị tướng Nga sao, thật đáng kinh ngạc. Hiện chưa rõ ông Kadyrov có chiếc Cybertruck gắn súng máy từ đâu và ông định gửi bao nhiêu chiếc tới Ukraine cũng như liệu ông sẽ lấy nguồn cung từ nơi nào. Cybertruck là mẫu xe bán tải với thiết kế góc cạnh và hầm hố, khả năng tăng tốc như siêu xe, tầm hoạt động hơn 800 km cho mỗi lần sạc đầy và được Tesla trình làng tháng 11 năm 2019. Tesla cho biết các tấm thân xe bằng tấm thép không dỉ cán nguội được thiết kế để hấp thụ lực tác động khi va chạm. Kết cấu phần đầu và đuôi xe có các thanh hấp thu năng lượng giúp tiêu hao năng lượng khi va chạm. Mặc dù xe Tesla không được phân phối chính thức ở Nga, nhưng nhiều người vẫn có thể mua qua trung gian với mức giá từ khoảng 200.000 đô la Mỹ cho một chiếc Cybertruck. Ngày 19 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Ukraine lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra năm 2022. Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa cho biết ngày diễn ra chuyến thăm, nhưng báo chí trong nước đưa tin chuyến thăm sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Chuyến thăm diễn ra khoảng một tháng sau khi nhà lãnh đạo Ấn Độ thăm Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Modi giữ cân bằng một cách tinh tế giữa việc duy trì quan hệ thân thiết truyền thống với Nga trong khi theo đuổi các mối quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ hơn với phương Tây. Chính phủ Ấn Độ không đứng về phía Ukraine và phương Tây trong cuộc xung đột, thay vào đó thúc giục cả hai bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 3. Khi đó, ông Kuleba nói với truyền thông địa phương rằng Ấn Độ là quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trên thế giới và Kiev cần New Delhi để khôi phục hòa bình công bằng lâu dài ở Ukraine. Trong khi đó, tại chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Nga vào tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là nỗi thất vọng to lớn và là cú đánh mạnh vào những nỗ lực hòa bình giữa bối cảnh Ukraine cáo buộc tên lửa Nga đã rơi xuống một viện nhi ở Kiev. Thủ tướng Modi không bình luận về các cuộc tấn công mà thay vào đó khen ngợi mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ. Ông Modi cũng thông báo sẽ mở hai lãnh sự quán mới ở các thành phố Yekaterinburg và Kazan của Nga nhằm tạo điều kiện cho đi lại và hoạt động kinh doanh. Ông Modi cho biết, cho dù ở Nga đang xuống âm bao nhiêu độ, thì tình hữu nghị giữa Nga và Ấn Độ luôn tăng lên. Đây là mối quan hệ dựa trên nền tảng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Modi là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Moscow vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, bất chấp việc mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng sâu sắc và phương Tây tìm cách cô lập Nga. Nga là nhà cung cấp vũ khí quan trọng bậc nhất của Ấn Độ. Từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Nga cũng trở thành nhà cung cấp dầu thô giá rẻ cho Ấn Độ, giúp bảo đảm nguồn thu cần thiết cho Moscow trong bối cảnh phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt. Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông có kế hoạch cử nhóm đàm phán tới Ai Cập trong tuần này để tiến hành vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân. Tuyên bố trên của ông Netanyahu được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Tây Jerusalem. Phái đoàn đàm phán của Israel sẽ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad David Banea dẫn đầu và có sự tham gia của Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel Ronen Bar và người phụ trách vấn đề con tin của quân đội Israel Nitzan Allen. Trong khi đó, đài truyền hình KAN của Israel đưa tin một phái đoàn Israel đã trở về từ Ai Cập sau khi đàm phán về sự hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphia trên biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh gia tăng khu vực đáng lo ngại. Iran đã đe dọa trả đũa Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Các cuộc thảo luận về cách thức thực hiện thỏa thuận tiếp tục trong tuần này trước khi các quan chức cấp cao tại nhóm họp ở Cairo với mục tiêu ký kết thỏa thuận vào cuối tuần tại Cairo. Nhóm đàm phán của Israel bày tỏ sự lạc quan thận trọng về khả năng thúc đẩy một thỏa thuận. Tuy nhiên, người phát ngôn của Hamas Jihad Taha, nói với kênh truyền hình Al Jazeera rằng Israel sẽ bổ sung các điều kiện trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và cáo buộc ông Netanyahu sử dụng chúng để cản trở các nỗ lực. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Ai Cập phát biểu với kênh truyền hình Al Qahira News rằng nước này đã tái khẳng định lập trường kiên định của mình trong việc yêu cầu Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi cửa khẩu Rafah và hành lang Philadelphia, còn được gọi là Salah Endin. Nguồn tin này cho biết thêm rằng các báo cáo của phương tiện truyền thông Israel cho rằng Ai Cập đã đồng ý để lực lượng Israel tiếp tục hiện diện tại hành lang Philadelphia là sai sự thật về cả hình thức và bản chất. Những tuyên bố này của Cairo được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập, Qatar và Mỹ đang tăng cường các nỗ lực hòa giải giữa Israel và Hamas tại Doha và Cairo để đạt được lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza, vốn đã kéo dài hơn 10 tháng qua. Vào đầu tháng 5, Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah của Palestine ở phía nam Gaza, chiếm đóng cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine nối Gaza với Ai Cập. Ngay sau đó, quân đội Israel đã chiếm đóng hành lang Philadelphia dài 14 km dọc theo biên giới Ai Cập-Gaza. Kể từ đó, Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza và rút quân khỏi cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine ai cập cũng đã bác bỏ mọi đề xuất của israel về việc phối hợp giữa hai nước nhằm quản lý cửa khẩu rafah nhấn mạnh rằng cửa khẩu này phải do chính quyền ai cập và palestine quản lý cairo đã kêu gọi israel mở cửa khẩu rafah và mọi cửa khẩu khác nối với gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo trong bối cảnh tình trạng đói kém ngày càng trầm trọng ở giải đất ven địa trung hải đang bị phong tỏa của palestine